Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu linh kiện các dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay mới chân sạc của điện thoại Huawei GR5 217 mã BLL22 tại di động cao cấp.vn. Cái phần chân sạc của điện thoại Huawei GR5 là cả cụm cáp được hàn chắc trên mên như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của Huawei GR5 không sạc được, sạc chập chờn lúc được lúc không, thì kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ phải tháo toàn bộ máy ra và thay cái cáp này cho các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới cáp chân sạc của điện thoại Huawei GR5, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.di động cao cấp.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 0466750099. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn chúng tôi.